Trong khi đó, tác động nặng nề từ xung đột Ukraine đang lan rộng khắp thế giới, khiến Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phải hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu xuống mức 3,6% trong năm 2022 và trong năm 2023. Theo báo cáo triển vọng kinh tế thế giới được IMF công bố hôm qua, mức dự báo tăng trưởng mới thấp hơn lần lượt 0,8 điểm phần trăm và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng Giêng. IMF nhận định xung đột Ukraine đang gây ra tác động sâu rộng đối với kinh tế toàn cầu, đặc biệt ở những quốc gia nghèo nhất, đe dọa xóa bỏ những thành quả trong phục hồi kinh tế sau đại dịch. Báo cáo của IMF cũng nhận định, các nước châu Âu sẽ chứng kiến tăng trưởng chậm hơn do xung đột Ukraine đẩy giá nhiên liệu và lương thực tăng cao. Theo IMF, Italy và Đức là hai quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề hơn so với các nước châu Âu khác. Về lạm phát, IMF cảnh báo đây là mối đe dọa hiện hữu và rõ ràng với nhiều quốc gia, nhận định lạm phát sẽ tiếp tục ở mức cao trong thời gian dài.